Thì có nhiều bác hỏi Nam là nếu mà cái hàng dạ liền với hàng dạ chắp đấy chênh nhau nhiều hay không, thì đối với cả cả cái phần dạ tiền và dạ ngang ấy các bác ạ, có khi lên tới cả chục triệu cũng có các bác nhá. Đấy, chia sẻ với các bác. Và những bác khách cũng nhiều bác ở lăn tăn là cái dạ chắp như thế này thì có bị bong hay không, thì chia sẻ với các bác là bong khi nào. Xin chào toàn thể cô chú anh chị đang đón xem video của Nam. Video này thì Nam cũng muốn chia sẻ tới cô chú anh chị về cái giá cả của một bộ bàn thờ tứ linh, làm thế nào để tiết kiệm có khi lên tới hàng chục triệu đồng đối với những cái mẫu bàn thờ tứ linh như thế này, và đặc biệt là những hàng tam cấp các bác nhé. Thì trong video này Nam sẽ chia sẻ cụ thể với các bác. Ở đây thì bên Nam thiết kế một cái bộ sản phẩm tứ linh. Bộ này thì là thờ gia tiên, nhưng mà kích thước nó bộ này là 3 cấp và đây bề rộng đây. Thì các bác thấy được là cái bộ sản phẩm này rộng tới chiều đây là 1m57 các bác ạ. 1m57, số đo 1m57 ạ. Đấy. Thì đối với cái bộ bàn thờ tứ linh này thì nó rộng hơn so với hàng thông thường. Bình thường là dài 2m17, rộng nếu 3 cấp thì 1m27 hoặc là 1m37. Đấy, nhưng mà ở đây là chú ấy không gian phòng thờ gia đình chú ấy rộng, nên là chú thiết kế là bộ này là rộng 1m57 là để thờ gia tiên. Chân 24. Mẫu này thì toàn bộ là đục tứ linh, long ly quy phụng các bác nhá. Ở trên này là cổ là bên cơ sở nhà Nam là nong khung cẩn thận cho gia đình chú. Ván 2 phân khuôn 5. Và bên trên là bên Nam thiết kế là một cái ngai thờ và một bài vị. Thì ở đây chia sẻ thêm với các bác là với cái cấp này là rộng, đây là 69. Đấy, vào toàn là thước lỗ ban sổ đỏ các bác ạ. Bên này thì là 38. 38 này để cái ngai thờ này nó vừa vặn luôn. Thì đầu tiên thì chia sẻ với các bác như này. Đối với cái bộ bàn thờ tứ linh như thế này thì nếu mà nói về tiết kiệm chi phí nhá, trước tiên thì Nam muốn chia sẻ với các bác là về cái phần dạ tiền này. Dạ tiền này thì bên Nam làm là cho khách hàng là dày 5 phân, nhưng mà đục là đục chắp lên các bác nhá. Chắp lên những cái phần đầu phù như thế này thì các bác nhìn nó lên tới 15 đến 17 phân. Nó còn cao hơn những cái mẫu bàn thờ mai điểu. Tuy nhiên thì mỗi cái dạng bàn thờ thì nó có những kiểu dáng chắp khác nhau. Tứ linh thì chắp như thế này thì mới nổi được. Mai điểu thì nó chắp thấp hơn, nhìn nó mềm mại hơn các bác ạ. Đấy. Thì chia sẻ với các bác là những cái đường chắp ghép như thế này này. Đây. Ở đây là phần mộc nha, các bác nhìn để ý giúp Nam này. Đấy, những cái đường chỉ như này này. Đấy là những cái vết cún. Mà khi mà bên Nam là chắp lên thì sẽ chát đều cún, sau rồi khi mà thợ nó đục xuống thì nó sẽ tạo ra những cái đường chỉ như thế này. Đấy các bác ạ, chia sẻ với các bác để các bác nắm được. Thì có nhiều bác hỏi Nam là nếu mà cái hàng dạ liền với hàng dạ chắp đấy chênh nhau nhiều hay không, thì đối với cả cả cái phần dạ tiền và dạ ngang ấy các bác ạ, có khi lên tới cả chục triệu cũng có các bác nhá. Đấy, chia sẻ với các bác. Và những bác khách cũng nhiều bác ở lăn tăn là cái dạ chắp như thế này thì có bị bong hay không, thì chia sẻ với các bác là bong khi nào. Trường hợp là người ta gắn keo, gắn cốn, gắn ít thì xảy ra tình trạng là sau này nó bị hở. Bong thì khả năng là nó sẽ không bong ở đâu, nhưng mà nó bị hở to các bác nhá, lưu ý. Đấy, còn như mà khi mà các bác kiểm tra mộc mà nó nhìn thấy cái đường chỉ vết như thế này là chắc chắn là khi đấy là, tức là khi mà quá trình người ta chưa đục ấy, người ta gắn keo cốn là chát đều, thì cái đấy là nó đục nên sẽ tạo ra cái đường chỉ như vậy, thì cái sản phẩm đấy là nó mới là chuẩn các bác nhá, lưu ý giúp Nam vấn đề này. Thêm một cái điểm nữa ở đây là nếu mà nói về cái bộ bàn thờ tam cấp mà để tiết kiệm chi phí ấy, thì cái phần vế ngang này này, chia sẻ với các bác phần vế ngang này. Để mà tiết kiệm chi phí ấy, thì các bác có thể lựa chọn là cái bề rộng này, rộng khoảng 1m27 hoặc 1m37. 1m57 thì thực sự mà nói thì là không gian phòng thờ của chú khách này là rộng, cho chú mới đặt 1m57 như thế này. Còn bình thường thì Nam nghĩ là tầm 1m37 hàng 3 cấp các bác đẹp, làm rất là đẹp, thì sẽ giảm bớt chi phí được vài triệu đồng là chắc luôn các bác nhé. Ở đây thì 1m57 thì diện tích này thừa, thì Nam cứ đo tính cái không gian thừa nhá. Ở đây thì sẽ còn là đây, tính khoảng đâu đó khoảng gần 90 phân các bác. Đấy, chia sẻ với các bác 1m37 thì chắc chắn là phải tụt hơn cái này rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là thực sự mà nói thì chia sẻ với các bác là đối với cái bàn thờ tam cấp này thì
các bác phải tính nó xa một chút. Tức là ở đây nói là nếu mà để tính lâu dài về sau này thì các bác đặt những cái vật phẩm gì phía bên trên bàn thờ. Bên trên, ví dụ như bên trên cấp thứ hai thì các bác đặt tỉnh đồng, cấp thứ ba các bác đặt ngai thờ đúng không ạ? Còn nếu mà gia đình các bác mà không thờ ngai hoặc là không thờ cám thì các bác có thể làm hai cấp thôi, đúng không ạ? Thì khi đấy để diện thì cái bộ bàn thờ nó sẽ bớt diện tích đi nhiều, các bác nhá, bớt tiền đi nhiều. Ngoài ra thì để mà một cái điểm nữa mà các bác cần lưu ý này, đối với những cái bộ bàn thờ tam cấp như thế này thì cái phần xà này, cái hàng ba cấp, cái phần xà trên xà dưới cực kỳ quan trọng. Tại sao mà Nam lại nói như vậy? Đối với cái phần xà này, các bác nhìn thấy không ạ? Xà trên, xà dưới. Ở đây thì cái mẫu bàn thờ này là bàn thờ tứ linh nhưng mà hàng bổ mộng vuông. Mộng vuông thì tức là nó sẽ tháo rời ở cái điểm này, hai cái điểm này, cái điểm này và góc bên kia. Đấy, thì cái phần dạ sẽ bị rời, dạ tiền này rời. Cái phần dạ tiền này rời. Nhưng mà cái phần dạ ngang này là gắn chết. Gắn chết, thế nên là cái vấn đề là cái xà trên và xà dưới này phải gắn chết. Nhiều bác nhá, chia sẻ với các bác như này các bác nắm được, nhiều bác làm cái bộ cái dạ mà các bác để ý vào những cái bộ mẫu vua sập thờ mà dạ tức là làm hàng mộng chéo ấy, thì khi các bác bổ mộng sập, kiểu dạ mộng sập ấy, thì các bác không cần thiết với cái xà dưới này. Vì lý do làm sao, nếu các bác cắn xà dưới này nhá, nếu các bác bình thường đút, ví dụ như làm xà mà không gắn chết như này, kiểu dạng kiểu đút vào không ấy, thì nó không có tác dụng gì đối với cái xà nếu mà dạng sạng bổ mộng sập. Còn nếu mộng vuông như này thì các bác lưu ý nhá, xà trên xà dưới giúp năng. Ngoài ra thì bên trên này cổ nong này, toàn bộ cái hàng thang xà bên trên này là toàn bộ gỗ vuông đá luôn các bác ạ. Đấy, đây các bác để một bộ bàn thờ chắc chắn hơn nữa thì những cái phần này thì Nam nghĩ là các bác không nên tiết kiệm, bán bên trong nhá. Các bác làm liền đừng làm rỗng, làm rỗng thì nhìn nó bấy, các xà nó ngồi lên nhau thì chắc chắn hơn đấy, chứ nếu mà làm rỗng thì nó bớt chi phí đi nhưng mà nó bấy các bác ạ. Nếu mà nói về cái bộ bàn thờ tứ linh như thế này thì Nam nghĩ là một là cái phần dạ này các bác giảm đi, đừng làm dạ liền, làm dạ chắp thôi thì nó bớt được nhiều này. Đấy, dạ chắp như này, này nó bén như sợi chỉ này, các bác nhìn này. Đây cái vết kép này, camera thì quay gần rồi đấy, nó bén như sợi chỉ này đấy, không bao giờ bỏ bong, không bong được đâu. Nhưng mà chắp như này thì nó lại rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà các bác làm cái hàng liền tấm khoảng 14 đến 17 phân như này á, giá thành cực kỳ cao luôn. Đấy, chia sẻ với các bác để các bác nắm được đối với khi mà các bác lựa chọn mua những bộ bàn thờ tứ linh các bác nhé. Đối với cái thêm một điểm nữa là khi mà các bác lựa chọn cái bàn thờ tứ linh này thì cái phần chân này, phần chân này thì Nam nghĩ là chân 24 thì sẽ phù hợp đối với những bộ mẫu bàn thờ như này. Nếu mà các bác muốn tiết kiệm hơn thì nghĩ là chân 22 thôi, còn chân 20 thì sẽ hơi nhỏ các bác nhá. Chân 24 là vừa. Còn các bác có thể lựa chọn chân 26, 28 nhưng mà để tiết kiệm chi phí thì Nam nghĩ là tầm chân 24 là vừa rồi, vừa đẹp rồi các bác ạ. Trên đây thì chia sẻ với các bác để các bác nắm được về khi mà lựa chọn những cái bộ bàn thờ tứ linh làm sao để tiết kiệm chi phí phù hợp với túi tiền cũng như là giúp cho không gian phòng thờ các bác thêm đẹp hơn. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.